Chào mọi người. Hôm nay là 20 tháng 1 2024. Giờ đi cho cá ăn. Chỗ này ai muốn bơi bơi. Tại cá không có thả nhiều á. Ai da. Bu lại con ơi, bu lại. Một cá điêu hồng. Bữa nay mình sẽ trả lời một vài câu hỏi của khán giả. Đó là câu hỏi để đâu mất tiêu rồi ta. Ăn nữa ơi. Bữa nay vừa cho cái ăn mà vừa trả lời câu hỏi. Có một cô tên là một cô họ Bùi. Cô họ Bùi hỏi rằng là xin chào ngài, tôi có điều thắc mắc. Có nhiều người chết tự sát. Theo nhiều thầy giải thích, cái vong hồn không siêu thoát và rất khổ, mang tội nặng. Điều này thực hư ra sao, xin ngài nói rõ. Chân thành cảm ơn. Đại khái là cô này cô thắc mắc là có nhiều người chết do tự sát á, do tự sát. Mà ở trong theo đạo Phật á thì các thầy giảng là đó là tội nặng lắm. Thì vong hồn không có siêu thoát và rất khổ, mang tội nặng. Điều này thực hư ra sao? Thì tôi giảng như sau là cái việc tự sát á, nó là một trong năm cái một trong những cái trọng tội bên đạo Phật. Đức Phật có nói đó, nhưng mà Đức Phật nói thì nói chưa đầy đủ. Đức Phật nói thiếu nhưng mà cũng đủ. Tại sao Đức Phật nói thiếu á? Là Đức Phật không có nói đầy đủ ra các trường hợp mà vì sao người ta tự sát, nó như thế nào, mà Đức Phật nói chung chung đó là tội nặng. Đức Phật nói như vậy để cho chúng ta đi tìm hiểu từng cái trường hợp mà người ta tự sát như thế nào mới mang tội chứ ha, mới không siêu thoát chứ. Còn mà cứ nghe người ta tự sát rồi giảng chung chung nói là tội nặng, trọng tội, không siêu thoát, cái điều đó là nó sai, nó giáo điều, cái đó nó không có, không phải ý của Đức Phật nữa. Đức Phật nói một, chúng ta phải đi tìm hiểu ra 2, 3, 4, 5, thậm chí tới 10. Ta tự sát là do người ta quẩn bách trong cuộc sống quá thì người ta tự sát. Mà thường thường là gì, trước khi chết sao xuống dưới vậy, có nghĩa là người ta mang cái tâm hồn buồn bã u uất, hay là lâm vào cái tình thế quẩn bách quá, người ta chịu không nổi nó, người ta tự sát. Thì khi mà xuống dưới đó
thì cái trạng thái đó nó vẫn còn hoài thôi. Và thêm cái và thêm một cái nỗi buồn nữa là mình tự sát làm cho người thân của mình buồn, làm cho người thân của mình buồn, bạn bè của mình buồn. Người ta không siêu thoát là siêu thoát cái chỗ đó. Còn cái việc mà ở dưới đó có trị tội, tại sao mày tự sát như vậy, có trị tội hay không á, chúng ta không có biết được. Không biết. Những người đó thì đúng như là mấy thầy giảng là gì? Vong hồn không có siêu thoát, rất khổ. Rồi cô này hỏi là vậy những người tự sát vì đau khổ như vậy á, thì khi nào người ta mới được siêu thoát? Muốn người đó siêu thoát á, là phải có thiện tri thức. Ví dụ mình làm một cái lễ cúng nào đó rồi mình giảng cho người ta nghe. Nhưng mà phải hay à. Phải nói sao cho hay à, người ta nghe. Thì cái hương linh của người ta mới ngộ ra được. Người ta thấy mọi điều nó việc gì cũng có thể giải quyết được hết á. Không cần phải dùng tới cái tự sáng như vậy. Người ta hiểu rồi người ta sẽ được siêu thoát. Siêu thoát là gì? Siêu thoát là không còn nặng nề nữa. Nhẹ nhàng thì gọi là siêu thoát. Có nghĩa là gì? Mình bỏ cái gánh nặng đi ha. Rồi mình thoát khỏi cái gánh nặng đó thì mình nhẹ nhàng, cái đó gọi là siêu thoát. Chứ không phải là siêu thoát là tâm hồn nhẹ nhàng rồi đi đầu thai đâu, không có. Muốn đi đầu thai là phải có một cái kế hoạch, một cái lệnh của hội đồng. Chứ không phải là muốn đi đầu thai là đầu thai. Có những người vừa mất xong đi đầu thai liền, cái đó cũng là do cái lệnh của hội đồng đó. Có những hội đồng. Đó là trường hợp những người mà quấn bách người ta làm như vậy. Rồi nếu mà không có thiện tri thức giảng cho người ta nghe, để người ta lọt lỗ tai, người ta thông cái màng nhĩ người ta, để người ta giải phóng những cái nỗi buồn đó đi, để tìm cái sự khổ và giải cái sự khổ đó đi. Nếu không có thì người ta vẫn sống dưới cõi âm gian một thời gian nữa. Mà thời gian nó càng dài bao nhiêu thì người ta sẽ càng nguôi ngoai bấy nhiêu. Càng nguôi ngoai bấy nhiêu. Bởi vậy người ta mới có bài hát mà gì? Thời gian là thuốc tiên đó. Chúng ta còn sống cũng vậy. Nhiều việc đau khổ lắm. Đời là bể khổ mà. Nhưng mà trải qua thời gian dài, cái nỗi đau đó nó liệm dần đi. Sẽ quên dần đi. Trong trường hợp mà không có ai mà giảng để cứu người ta, rồi cái thời gian nó nguôi ngoai trải qua, người ta sống với đó trải qua vài chục năm nữa, có thể là cả trăm năm nữa. Thì người ta sẽ tạm quên, giảm dần đi. Nhưng mà nó sẽ không có dứt được. Có người dứt được, có người dứt không được. Thời gian nó hay lắm. Rồi dưới đó cũng có một những cái cuộc sống riêng dưới đó nữa. Người ta lo, ta nghĩ, ta làm việc dưới đó nữa. Rồi người ta cũng quên dần đi. Nhưng mà nếu mà ai mà quên không được á, trải qua một thời gian dài á, đến cái ngày đó, cái tháng mà phải đi đầu thai, tự động uống thuốc lú vô quên, uống cháo lú vô, uống cháo của mạnh bài vậy đó, uống vô quên. Quên đi đầu thai. Đi đầu thai đó xong rồi, đầu thai làm người là ta quên chuyện cũ liền, ta quên đi. Nhưng mà ở trong cái thâm tâm của người ta, lại gia thức của người ta, nó vẫn còn chất chứa những chuyện đó trong đó nữa. Cho nên là những cái người đó sinh ra thường thường là có những cái vẻ mặt u buồn.
Trong thực tế là có những người người ta tự tử, người ta chết xuống đó đi, không bị phạt gì hết á. Khi mà cầu về là gì, người ta chết chết khi mà tự tử sao về tới trang gì à? Không ai trừng phạt người ta hết á, nhưng mà cái đó cũng chính là cái trừng phạt người ta rồi, bởi vì người ta rất là đau. Có nhiều người cầu về hỏi tại sao thì chết, nó buồn vợ rồi nghĩ quẩn rồi xong tự tử. Có nhiều người thì mắc nợ quá không biết làm sao cũng vậy. Nói chung là người ta chết xuống đó một thời gian người ta vẫn đau khổ. Đau khổ rồi nó sẽ nguôi ngoai dần 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 đi. Rồi sau đó là người ta đi đầu thai là quên. Quên. Cái đầu này quên nhưng mà cái lại thức nó nhớ, cái lòng trong lòng nó nhớ. Nó nhớ nhớ vang máng chuyện gì đó cho nên nó buồn xo. Bởi vì những người mà mình tự sát cũng là một cái nghiệp. Mình cũng phạm tội giết người vậy. Giết mình cũng chính là giết người đó. Cho nên khi sinh ra là cái mặt lù đù à. Muốn hóa giải những cái mặt lù đù là phải cho đi ăn học nhiều, cho tiếp xúc với Phật Pháp nhiều, hoặc là các đạo khác. Cái đạo nào tốt, đẹp thì theo. Có những trường hợp, đó là trường hợp người ta quẩn bách, người ta mất, người ta tự sát, ta chết ha. Nhưng mà có những trường hợp người ta tự sát mà được tôn vinh. Có nhiều anh hùng hào kiệt trong cái cuộc chiến chống Pháp đó, ví dụ như ông Trương Công Định nè, hay là ông Phan Thanh Giản nè, hay ông Nguyễn Tri Phương á, ra tuẫn tiết. Trường hợp ông Phan Thanh Giản là nó hơi khác chút, nhưng mấy hai ông kia là tuẫn tiết, vì tuẫn tiết đó nghe thầy kia tự sát rồi, mình nói lịch sự là tuẫn tiết á. Cái khí tiết của một vị anh hùng, người ta không muốn rơi vào tay giặc, thôi chết cha cho rồi. Những cái chết đó mà thì được nhà nước tôn vinh. Đặt tên đường. Những cái chết đó đâu có tội đâu. Người ta chết xuống đó cái là trời kêu về phong thần ngay. Hay có những vị người ta làm lớn là người ta phục vị ngay. Thí dụ như các vị đó, người ta làm một vị thánh chẳng hạn đi, phụng lệnh xuống trần gian, đóng cái vai đó. Bây giờ tuẫn tiết đi về, rồi cho phục vị ngay, không lương ương nữa, phong chức nữa là khác. Trời phong chức. Mọi người cứ nghĩ là tu làm sao thì được như vậy. Sai rồi, biết tu sao được vậy, nhưng mà phải trời phải ấn chứng, rồi phải được có trời mới phong chức được. Trời phong chức thì tự động là mở mở được thần thông và mở được cái một phần trí huệ của mình, tương đương với lại cái chức vị đó. Tất cả là có trong thân chúng ta hết, do chúng ta đạt được bao nhiêu thì trời mở bao nhiêu, bằng cách là phong chức hay là ghi nhận. Còn có những trong phim á, hay là trong thực tế, có những cô gái tuẫn tiết. Ví dụ chúng ta thấy như bà Đen á, bà tuẫn tiết á, bà giữ tiết hạnh của bà. Tôi không có rành cái chuyện của bà không, mà đại khái là như vậy. Được người ta thờ cúng không, được được phong thần phong chức gì ở đó ha, bây giờ đó cũng nổi tiếng. Bởi vì xét cho cùng là khi mình giảng cái gì mình phải đầu óc mình phải suy nghĩ rộng ra, chứ không phải là hãy tự xét là tội nặng đâu. Không có. Người ta giữ cái tiết hạnh của người ta, giữ khí tiết. Phụ nữ thì tiết hạnh ha, khí tiết. Giống như hai bà Trưng ngày xưa vậy, nhảy xuống sông
tự vẫn luôn. Giặt nó như vậy nó mạnh quá rồi. Nó ở chuồng nó quánh, giặt nó quánh chuồng nó quánh mình thôi, quê quá nhảy chết trời rồi, về trời lại. Vậy mà được đặt tên đường ha. Được đời sau người ta ghi nhận, ghi nhớ. Và Triệu Thị Trinh cũng vậy. Đó, những trường hợp này người ta cũng tự sát vậy. Nhưng mà người ta được phong chức liền. Người ta được này được nọ. Đó chính là cái hành hy sinh. Mình hy sinh vì cái hành hy sinh là cái hành nó cái phước báo nó lớn lắm. Cái hành đó là được đời đời được người ta công nhận. Bởi vì mọi người nên nhớ, khi mà chúng ta xét một cái sự vật hiện tượng nào phải xét cho kỹ, chứ không phải là tự xét là mang trọng tội đâu. Ôi, mùa xuân chim én về. À, con này không phải én, này yến. Con én nó đậu vô mấy cây trụ điện này kia. Có ai ra đây bơi dưới cá không? Có ai ra đây bơi dưới cá không? Cá rô phi, cá điêu hồng, cá... cái gì? Cá chim. Có một mớ tôm dưới đây nữa. Tầm biển á, trong đây cá thả nhiều. Bởi vì chúng ta nói trong đạo Phật á, Đức Phật nói một chúng ta phải hiểu 10, chứ đừng có nghe chúng ta nghe đó là chúng ta làm theo đó là chúng ta bị giáo điều ngay. Đức Phật nói là gì, tội mà giết người là tội nặng. Mà mình giết mình cũng là giết người nữa, tội tự sát mà, tội nặng lắm. Đúng, nhưng mà chỉ trong một trường hợp thôi. Suy nghĩ quẩn bách quá, không biết đường nào rồi tự tử. Người ta tự tử người ta cũng đau đớn lắm chứ bộ. Đức Phật nói như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta không có chịu mà mở mang đầu óc ra, cho nên chúng ta soi xét các trường hợp khác nữa. Rồi chúng ta cứ lúc nào cũng phán đó là nặng, điều đó sai. Ví dụ một cô gái bị này bị kia, đàn ông vô nó định sàm sỡ thôi, làm phát chết cho rồi, cho tụi mày sàm sỡ gì sàm sỡ. Có ở trong mà thiên trong mà Tây Phương Cực Lạc Du Ký, ông pháp sư gì khoan tịnh hay là không tịnh gì đó, khoan tịnh khoan gì đó không nhớ đó, ông được Phật bà dắt đi về cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Rồi tới cái gì phẩm hạ phẩm hạ sanh á, rồi con nhỏ kia nó ngồi, ông thấy nhỏ kia ngồi trên đỉnh vách núi mà nó khóc trên đỉnh cao nó khóc. Ông hỏi sao khóc, nó nói nó nhớ chuyện cũ, là cha mẹ nó gả ép nó. Nó là người muốn đi tu mà cứ gả ép lấy chồng, ghét quá nhảy xuống tự tử. Sau khi nó chết rồi Phật bà thấy thương đem về cái cõi Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ nó nhớ như vậy thì cái cảnh nó hiện ra như vậy, thì rõ ràng nhỏ này nó cũng tự sát đó. Nhưng mà nó một lòng muốn theo đạo mà bắt nó lấy chồng, nó chịu tự sát. Phật bà đưa về Tây Phương Cực Lạc đó tội nặng đâu, không có. Rồi có câu hỏi của bạn kia, quên không biết bạn nào, nói là bây giờ nhiều Phật tử đi chơi Noel quá rồi, mình có nên đi không ông lão? À, gọi tôi á. À, thì tôi trả lời là đi thoải mái. Tại vì cái ngày lễ Noel là cái ngày người ta kỷ niệm Đức Chúa Giêsu ra đời.
Không biết ông sinh vào ngày nào nữa mà người ta lấy cái ngày đó người ta kỷ niệm ngày sinh của Đức Chúa Giêsu á. Thì không những là những người bên Kitô giáo, những người Công giáo á, mà tôi thấy Phật tử đi cũng đầy. Bản thân tôi có lúc cũng đi chơi Noel nữa. À, không phải đi chơi gì, mà thấy người ta đi chơi mừng, đi vui theo. Tôi thì lúc trước chưa biết mình là ai thì là Phật tử. Nhưng mặc dù Phật tử vậy mà tôi toàn là đi chơi với những người mà bên Công giáo với Tin lành không à. Thậm chí là cũng thân thiết với những người đạo Hồi nữa. Người ta lấy cái ngày đó người ta làm lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu ra đời, đó là một cái lễ. Bên đạo Thiên Chúa nó có nhiều lễ lắm, mà trong đó cái lễ Noel nó quan trọng. À, bây giờ nó giống như là một cái nét văn hóa chung luôn rồi. Ta nói đời là bể khổ mà mọi người. Bây giờ lâu lâu có ngày vui vậy thì thôi đi cho rồi, đi chơi. Nó đâu có ý nghĩa tôn giáo nữa đâu. Đó là một ngày lễ để cho người ta kiếm cớ người ta gần gũi bên nhau ha. Đi chơi với nhau, tâm sự với nhau. Thấy không khí Noel trời lạnh lạnh đã hù đi theo với người ta vui. Người ta theo đạo Công giáo thì cũng là con lạc cháu hồng mình chứ đâu phải là người ngoài hành tinh tới đâu mà mình không đi chơi với họ. Vui là khác nữa. Mà mỗi người có nhiều ông thầy không cho địa Phật tử của mình đi chơi Noel à, dở chỗ đó đó. Do không hiểu đạo. Cái đạo Phật á, cái đạo Thiên Chúa giáo nó phải bổ trợ cho nhau ha. Mình nói cái hệ Kitô giáo nói chung, cái hệ thống Tin lành nói chung. Đạo Tin lành Kitô thì đạo Tin lành thì ra đời cái này 3.000 năm rồi ha. Hơn. Nói chung là đạo Thiên Chúa cũng nguồn gốc từ đó mà ra ha. Ra trước đạo Phật nữa. Chúng ta thấy là đạo Phật với đạo Thiên Chúa nó phải bổ trợ cho nhau. Bổ trợ chỗ nào? Bên đạo Phật thì không có nói nguồn gốc của thế giới ở đâu mà ra hết á. Có người hỏi Đức Phật là nguồn gốc của thế giới, con người, vũ trụ đổ đâu mà ra? Mà có. Đức Phật không trả lời không? Đức Phật nói băng quơ, Đức Phật nói bây giờ con người bây giờ, xã hội bây giờ, con người bây giờ giống như là cái người bị trúng cái mũi tên vậy đó. Trúng mũi tên độc. Bây giờ mà đi lo mà rút mũi tên nó ra coi độc nó độc gì rồi đi giải. Chứ không là mạng sống nguy cấp. Chứ đừng có hỏi mà mũi tên nó làm bằng chất liệu gì hay là từ đâu đến. Đức Phật không nói nhưng mà chúng ta phải đi tìm chứ. Chúng ta là con người mà chúng ta phải tò mò. Chúng ta phải đi tìm. Đức Phật không nói nhưng mà chúng ta phải đi tìm. Còn chúng ta không đi tìm là chúng ta sẽ giáo điều. Chúng ta không có biết cái nguồn gốc của vũ trụ ở đâu mà ra hết, con người ở đâu mà ra hết. Đó là điều sai lầm của chúng ta. Sai lầm của những người đạo Phật, của những người Phật tử. Khi mà tìm hiểu tới vấn đề này, họ nói là gì? Vạn vật là do nhân duyên mà ra. Do nhân duyên mà ra. Vạn pháp là do duyên. Do duyên ra, duyên khởi. Duyên sanh, duyên khởi, duyên diệt. Nói thì hay lắm. Mà không biết là các duyên từ đâu mà ra. Thí dụ, nó có bông hoa đó. Cái bông hoa đó nó có được là do cái gì? Hạt giống mà ra nè, trồng đống đất nè, để do tôi chăm bón nè, nó nảy mầm lên rồi ánh sáng này kia trổ bông. Cái đó là các thứ đó gọi là duyên để có được một bông hoa. Tất cả cái điều kiện nào đó để giúp cho cây đó nó phát triển thì gọi là duyên. Kể cả cái cây đó cũng là duyên nữa, cây hoa đó cũng là cái duyên nữa. Vậy chúng ta nói ánh sáng từ đâu mà ra? Ánh sáng là cái duyên. Họ nói là tất cả vạn pháp là do duyên sanh.
Thì giống như cái cây hoa vậy đó, nó từ các cái duyên đó mà nên. Ánh sáng cũng là một cái duyên. Vậy hỏi ánh sáng từ đâu mà ra? Ánh sáng do gì hình thành? Không biết. Không biết. Ánh sáng do mặt trời đem lại không? Mặt trời là do cái phản ứng hạt nhân plasma, plasmid gì trong đó, heli gì đó nó phóng ra. Cái photon nó phóng đây. 8 phút từ mặt trời đến đây 8 phút. Rồi bắt đầu mình phải hỏi tới mặt trời ở đâu mà ra. Không biết. Do cấu tạo từ các hạt bụi, bụi ngày xưa, cái sữa từ hồng hoang. Cái hạt bụi đó từ đâu mà ra? Em biết hết. Hạt bụi vật chất đó nha. Bởi vì chúng ta phải xét tới cái nguồn gốc. Bây giờ chúng ta nói tới con người mình. Mỗi người từ đâu mà ra? Nó duyên sanh. Duyên sanh là gì? À, duyên sanh là cha mẹ mình sinh mình ra. À, cho đó là duyên ha. Sinh mình ra rồi nuôi nấng mình lớn lên bằng thứ này thứ kia lớn lên. Rồi bây giờ hỏi ngược lại cha mẹ mình từ đâu mà ra? Từ ông bà ha. Ông bà từ đâu mà ra? Từ ông sơ, ông sợ, ông sợ bà cố vậy mà. Ông nội ông đủ thứ gì đó. Rồi xét tới cái ra là tới lời vượng người luôn. Cứ cho là người phát triển từ vượng người mà ra, cứ cho là gì đi. Nó hỏi vượng người từ đâu mà ra? Chúng ta phải hỏi tới cùng luôn. Chứ đừng có bây giờ mà nói mà duyên sanh rồi duyên diệt. Mấy cái duyên từ đâu mà ra? Cha mẹ sinh ra mình thì cha mẹ chính là duyên, đủ duyên mới sinh ra mình. Cha mẹ không bị vô sinh nha mới sinh ra mình. Vậy cha mẹ từ đâu mà ra? Hay mình hỏi nó cách khác là các duyên đó từ đâu mà ra? Phải hỏi tới cội nguồn luôn. Không ai nói được hết. Bên Đạo Phật đâu giải thích được. Nhưng mà bên Thiên Chúa Giáo người ta nói rõ ràng là gì? Do Thượng Đế tạo ra hết. Bên Đạo Phật, Đức Phật không nói, mình phải đi tìm. Chúng ta đi tìm, riết là chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra tất cả. Ai mà tìm được sẽ thành Phật ngay. Thành Phật ngay. Đây là thành thánh gì đó ngay. Chắc chắn luôn. Đạo Phật thì Đức Phật luôn bỏ ngỏ. Đức Phật nói một hay là Đức Phật không nói, chúng ta phải đi tìm. Chúng ta tìm ra đáp án. Chúng ta hỏi Đức Phật đúng hay không. Nếu đúng, Đức Phật chỉ cười thôi. Cái đó là cho chúng ta tự ngộ. Mà muốn tự ngộ, chúng ta phải tự có câu hỏi và chúng ta phải tự đi tìm thì chúng ta mới tự ngộ. Chứ đụng thứ gì cũng hỏi hết là không được. Nhiều Phật tử cũng nhiều nhắn tin hỏi, trả lời khủng luôn. Ngày nào cũng trả lời tin nhắn hết. Chúng ta phải đi tìm. Chúng ta tìm hoài không được, bí quá chúng ta hỏi. Thì lúc đó là gì? Lúc đó thiền tri thức đó, người ta biết được người ta. Người ta nói một câu thôi là mình ngộ ra hết, ngộ từ đầu tới cuối luôn. Mình thấm vô da, vô thịt, vô xương, vô tỉ mình luôn. Mãi mãi không quên. Chỉ có chúng ta đi tìm tòi học hỏi thì cái đó mới là điều của chúng ta. Còn mà nghe các thầy giảng, hay ông nào giảng, bà nào giảng, giảng đó quên đó. Cứ cho các vị đó giảng đúng ấy. Mình nghe mình quên, mình không thấm. Chỉ có mình đi tìm tòi, mình nghiên cứu thì khi mà kết quả đáp án nó ra được thì mình mới thấm được. Cái đó chính là công đức. Ngộ được thì nó là công đức. Chứ không phải là đem đi cho tiền cúng dường chùa này chùa kia đó là công đức đó, không có đâu. Nếu như mình tìm tòi học hỏi ra mình ngộ ra được thì nó là công đức. Nó bao gồm trí tuệ và những cái năng lực xử lý của mình. Trí tuệ bao gồm kiến thức không? Và cái khả năng phân tích của mình, đó chính là công đức. Mà muốn có công đức thì nó phải có nghiên cứu có kết quả. Nghiên cứu có kết quả thì đó mới có công đức. Rồi gió về miền xuôi bà con ơi. Đức Phật nói rằng là tự tử là một trong các tội nặng ha.
năm trọng tội ha, hình như vậy, tự sát đó. Nhưng mà trong trường hợp ha, mình thấy không, nhỏ đó nó tự tử được Phật bà rước đi đó, rồi hình như bà Đen bà cũng vậy, cũng được phong phong thần thánh gì đó, rồi cũng phổ độ chúng sanh ở vùng đó, rồi các vị khác nữa. Tính là đâu có phải là trọng tội đâu, tùy vào trường hợp. Cho nên á, trong đạo Phật á, Đức Phật chỉ nói một, chúng ta phải đi tìm hiểu những cái liên quan. Đức Phật, có người hỏi là cái nguồn gốc của vũ trụ của loài người đâu mà ra, Đức Phật không trả lời, Đức Phật nói né vậy. Đức Phật nói né, Đức Phật không trả lời, Đức Phật nói là duyên khởi, duyên sanh vậy đó. Mà chúng ta cứ theo đó mà chúng ta chỉ biết được cái hình thành thôi, còn cái nguồn gốc ở đâu không biết à. Cái duyên, các duyên hợp lại mà thành cái sự vật hiện tượng đó, nhưng mà các duyên đó từ đâu mà ra không biết à. Cái đó là đi vào cái ngõ cụt, chúng ta giáo điều như thế là chúng ta sẽ đi vào cái ngõ cụt. Để lại một cái mệnh đề, để một cái chuyên đề rất là lớn, đề tài rất là lớn, để cho chúng ta tự tìm, tự thấy đề tài đó là gì, nguồn gốc của tất cả ở đâu mà ra. Chúng ta đi tìm hiểu đi, tìm hiểu đạo Phật không có thì đi tìm các đạo khác, rồi đi tìm trong các khoa học nữa, đi tìm hết tất cả, từ đó chúng ta suy ra. Đức Phật không nói là chúng ta không đi tìm, đó là chúng ta giáo điều. Đạo Phật là đạo giải thoát mà. Chúng ta phải thoát mình ra khỏi cái đạo Phật trước ra. Để mình coi các đạo kia nó nói những gì. Bởi vì cái lễ Noel á, là chúng ta đi lễ Noel, đi chơi lễ Noel thì cũng là một hình thức giải thoát mình ra khỏi cái đạo. Đừng có nhốt mình vào trong đạo Phật nữa. Nó là cái ngôi nhà của mình, để mình đi, mình về, đi về. Chứ không có phải là để mình nhốt mình vô trong đó. Bởi vì mình đi, mình theo, mình nghiên cứu cái đạo bạc của bạn, sinh hoạt của đạo của bạn, mình coi cái gì hay, rồi mình đối chiếu với đạo của mình, có thử có bổ sung khiếm khuyết cho nhau hay không. Đạo Phật, cái hay của đạo Phật là gì? Chỉ rõ cái nguyên nhân và cái đường hướng để cho con người ta tu sửa. Các đạo khác không có chuyện đó đâu, các đạo khác không bằng đạo Phật chỗ đó, không có rõ ràng như vậy. Nhưng mà các đạo khác nó cho chúng ta biết cái kết quả đó là gì. Vạn vật là do Thượng Đế tạo ra hết, con người cũng vậy, do Thượng Đế tạo ra hết, mà đạo Phật không nói. Các đạo khác nó cho đạo Phật biết cái kết quả của thế giới ở đâu mà ra. Kết quả, cái câu hỏi thế giới là do ông trời Thượng Đế sinh ra. Các đạo khác nó cho đạo Phật biết cái đáp án đó rồi, mà đạo Phật không chịu đi tìm. Còn các đạo khác hả, không biết họ nghĩ gì đạo Phật sao. Chứ đạo Phật đó là cái đạo căn cơ nhất, để giúp cho con người ta giải thoát khỏi cái bể khổ của thế gian này. Chứ không phải là hơn chút mà đi cầu nguyện đâu. Không có. Chim hót kìa. Chim mùa. Chim nó mùa hè nó hót hay lắm. Không có gió đó, mùa sinh sản nó hót vui tai lắm. Kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Chúng ta phải nghiên cứu không? Tất cả các Đức Phật đều từ chúng sinh mà ra. Trước khi thành Phật thì ông Phật đó là một chúng sinh. À, chắc chắn luôn hả? Trong kinh Phật nói gì ha? Ông Phật A-di-đà là gì? Ông Phật A-di-đà, ông là ông vua vô trách nhiệm, cũng là một chúng sinh, rồi phát nguyện ha? Phát nguyện. Nhưng mà hỏi chúng sinh đó ở đâu ra?
Trước khi thành Phật thì ổng là một chúng sinh. Và chúng ta hỏi chúng sinh đó ở đâu ra? Ông Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang nói trong kinh Phật mà. Trước khi thành Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài là một cái gì? Trong những kiếp xa xưa ngài là, đôi lúc ngài là một con vật, con thú mà, một con chim phượng hoàng mà. Hay chúng ta nói cặn kẽ hơn, ngài là một chúng sinh. Trong kinh nói gì? Vậy chúng sinh đó ở đâu mà ra? Ở đâu mà có? Tự nhiên mà có hả? Một cách ngẫu nhiên tự nhiên trong không gian hiện ra hả? Hay là có ai tạo lập ra? Với lý do nào? Và theo cơ chế gì? Sao chúng ta không tìm hiểu mấy cái đó? Mà chúng ta cứ giáo điều cái tin, nói đạo đạo Phật là cái đạo mà vô thần. Vô thần có nghĩa là không có tin vào Thượng Đế đấng sáng tạo đó nha. Tại tất cả các đạo hay đạo lớn, đạo nhỏ gì, cái đạo thì nói Thượng Đế tạo ra bạn Phật. Thì tất cả các đạo gì rồi bắt đầu người ta thờ thần này thần kia. Đạo Phật người ta nói cái đạo là vô thần. Vô thần hàm ý là không có ai mà tạo ra hết trơn á. Điều đó là điều sai quấy quá ha. Chúng ta phải đi tìm. Trời ơi, mấy cá nè. Đó thì hôm nay trả lời hai câu hỏi đó thôi. Đi chơi Noel là đi chơi thoải mái luôn. Đời là bể khổ mà. Lâu lâu có ngày vui mà. Nó đi theo người ta chơi, không có gì hết á. Ai mà ế đi chơi đôi lúc gặp tình duyên của mình không chừng. Hay là ai mà đang làm ăn khó khăn đôi lúc đi chơi gặp cái đối tác cũng không chừng. Mình phải gì? Hội đồng lẫn nhau. Đôi lúc đạo bạn nó có cái đồ đó hay đó, mình học hỏi. Học hỏi. Nhiều người không cho. Nhiều người nói sao ngày đáng sinh ông Phật Thích Ca Mâu Ni không thấy bên đạo nó đi chơi. Mà tự nhiên ở bên giáo chủ bên Thiên Chúa giáo là ông Giê-xu á, ngày sinh nhật của ông mình lại đi tiên tri vậy. Điều đó là chúng ta suy nghĩ thiển cận lắm, không nên ha. Cứ đi chơi thoải mái mà chúng ta không có biết rằng là gì, ông Chúa Giê-xu với lão Phật Di Lặc đó, ông Messia gì đó, ông Di Lặc cũng Messia vậy ha. Hai vị là một thôi. Nói về vấn đề mà tâm linh tôi tiếp xúc được thì chắc chắn hai vị là một. Là con trưởng của Thượng Đế. Con trưởng của Thượng Đế. Sau này thay thế ngài cai quản cái Tam Thiên Đại Thiên này nè. Chứ không phải thế giới trái đất này không đâu. Là cái giải ngân hà luôn. Nhưng mà tôi có hỏi tôi có hỏi Phật Bà, Quán Thế Âm là ý là Thượng Đế là giao luôn hay sao? Bà nói không có, giao thì giao vậy chứ cũng phải coi ngó cho con đó chứ, giao hết làm sao được. Có nghĩa là con mình điều hành hết. Nhưng mà mình ở đây mình đứng sau lưng. Con cần những gì giúp đỡ con thì giúp đỡ. Thì Đức Phật Di Lặc chuẩn bị ra đời ha. Rồi trong kinh Thiên Chúa Tân Ước thì nói là gì? Đức Chúa Giê-xu chuẩn bị tái lâm. Trùng vào thời điểm này nè. Chắc đếm đến đầu ngón tay nữa. Hay đầu ngón chân gì nữa à. Đại khái vậy. Cho ăn nãy giờ mà chưa hết thức ăn ta. Có bảy dưới đây luôn. Thôi, trả lời vậy thôi. Chúng ta phải có suy nghĩ là gì? Trước khi thành Phật Thích Ca Mâu Ni thì ông Phật Thích Ca Mâu Ni ông là ai? Ông là một chúng sanh, ví dụ vậy. Mà chúng sanh đó từ đâu mà ra? Do ai tạo ra? Hay ông Phật Thích Ca Mâu Ni có ông Phật A Di Đà cũng vậy, ai tạo ra? Chúng sanh
sanh là có một thành Phật để chúng sanh ở đâu ra. Phật Bà Quán Thế Âm vậy, bả là ai, ở đâu ra, trước khi bả thành Phật thì bả là ai? Bả là một chúng sanh, và chúng sanh ở đâu ra, ai tạo ra, hay tự nhiên, hay tự nhiên có mặt? Nói thẳng ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật là thượng đế. Thượng đế xuống thế gian lập đạo đạo Phật. Trời ơi, trời. Mang chìm trắng. Mang chìm trắng nhảy là ăn lén hầu ó chìm trắng á. Nước nó cứ chảy xuống ngoài hoài, bắt đầu nó trào ra. Tưới cây dưới đó. Cho nên ao này nó không có dơ, cái hồ này nó không dơ. Thấy màu nước gì chứ không dơ. Cái vũ trụ này đều do Thượng Đế tạo ra hết. Nhưng mà ở trong mỗi thiên hà là đều có thân Thượng Đế để quản lý hết. Hết không, xong bài luôn, đi vô luôn. Thôi chào tạm biệt mọi người ha.